Harry Won và Trấn Thành sẽ đường ai nấy đi. Harry Won khiến các fan không ngừng lo lắng bởi những dòng chia sẻ đầy tâm trạng. Mới đây trên trang cá nhân, Harry Won bất ngờ đăng tải một câu chuyện ngắn về tình yêu, theo đó tưởng anh ấy hiểu mình. Tưởng anh ấy cũng thích những điều em thích và đã được rất nhiều và đã từng rất vui những điều anh đã làm cho em. Nhưng hóa ra đây, anh ấy làm những điều không hề vui chút nào. Và em rất buồn khi biết sự thật đó. Và em sẽ không bao giờ làm phiền anh, không bao giờ yêu cầu những em mong muốn, vì em yêu anh. Nhưng sao em yêu anh không vui mà đau lòng vậy ta? Điều này đã khiến người hâm mộ bày tỏ sự lo ngại. Không biết liệu giữa Harry Won và Trấn Thành đã xảy ra trục trặc. Chỉ trong vài phút, câu chuyện tình yêu mà Harry Won đã được nhận hàng ngàn lượt yêu thích và bình luận. Người dùng có biệt danh là Hờ A cho hay, có phải bạn và Trấn Thành đang gặp nhau, rắc rối trong chuyện tình cảm đúng không? Hay là LQK, sao tự nhiên hôm nay tâm trạng quá vậy? Harry ơi, đáp lại những bình luận của người hâm mộ, Harry Won chia sẻ, ai có mối tình đâu, ai có mối tình đâu, biết phản hồi câu chuyện nào. Hay Harry Won sẽ đăng tải lên đây nhé. Câu chuyện tình cảm của Harry Won và Trấn Thành từng gây chấn động dư luận. Tới nay, bên cạnh sự ủng hộ từ phía khán giả, cặp đôi còn nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Khác cho đây là một vở kịch tình yêu. Mọi người thường xuyên thấy Harry Won và Trấn Thành dành cho nhau những lời mật ngọt như tiểu thuyết ngôn tình, tình yêu. Đinh Tiến Đạt Harry Won từ tốn kín đáo, bao nhiêu thì đến bây giờ, Trấn Thành giọng ca Hương Bay Đêm Xa lại cuồng nhiệt, mạnh bạo hơn nhiều. Thậm chí Harry Won không ngần ngại trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào hay ôm thắm thiết ở nơi công cộng, nhưng không hề phủ nhận chính thức những điều đó đã xảy ra khiến cả hai nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Trong khi Trấn Thành vẫn giữ vị trí của mình thì Harry Won lại một bước lên đời, với cát xê cao ngất ngưỡng, thậm chí được ngồi mời ghế giám khảo dù sự nghiệp vẫn chưa nổi bật. Nếu những điều đó là sự thật thì cả hai đều đạt được những gì mong muốn. Chuyện chấm dứt hợp đồng tình cảm sẽ chỉ là sớm muộn.